mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với âm thanh Michael Audio. Tiếp tục trong video này, xin phép được chia sẻ tới toàn thể các bác một bộ karaoke full đồng bộ với dòng hàng bài xịn, được phối ghép và căn chỉnh hoàn thiện các bác nhé. Với một cái cấu hình phải nói là cực kỳ chất lượng các bác nhé. Ở đây hiện tại thì em đang sử dụng thêm cả những dòng súp và cộng hưởng các bác nhé, bát 30 có hai bát cộng hưởng bên cạnh này các bác này. Đấy, của TB Sound các bác nhé, dòng súp cao cấp. Với cấu hình này gồm những cái thiết bị sau. Đầu tiên đó là một chiếc đẩy Samsung SA902S các bác nhé, với công suất 1050W trên kênh. Với dòng này là bản đời cao nhất, bản đủ các bác nhé, bản đủ 16 tung đời cao nhất. Màn hình số có hỗ trợ các bác hám cái công suất cho ra loa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hám cái tín hiệu để các bác có thể vặn cái volume lên cái mức cao hoặc thấp tùy ý các bác nhé. Một máy nén tiếng cũng là hàng bá xịn các bác nhé, DBX, model là 266XL, hỗ trợ các bác nghe nhạc tí tách hơn này, đó, hát hay hơn các bác nhé. Với dòng máy nén tiếng DBX 266XL này, một chiếc vang Sansui model cao cấp có giải mã rời DA1 các bác nhé, DA1. Hiện tại thì em đã cài đặt ở đây là 4 kênh đó. Hiện tại như cái kênh mà em đang nghe đây đó là kênh chuyên để nghe nhạc các bác nhé, tiếng chép hay tí tách, súp bass lên mạnh hơn, nó chi tiết hơn. Và kênh DJ sẽ là cái kênh karaoke các bác nhé, dòng săn xui. Mic không dây Beyer các bác nhé, Beyer 780 hai la má các bác nhé, phiên bản này anh em hay nói là bản pro đó. Đó, hàng rất là đẹp, đây hai tay mic. Đó, lát em sẽ hát để các bác cùng cảm nhận về chất tiếng các bác nhé. Hát tiếng rất là sáng và nhẹ, đặc biệt thì kết hợp với vang echo rất là ngọt ngào. Một đôi loa DK Dunkin với sở hữu cho mình đang đó là một bass 25 và một tép kèn các bác nhé. Đó, rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp. Và em cũng vừa nói với đầu video đó là một súp cộng hưởng các bác nhé, bass 30 hai bass cộng hưởng bên cạnh. Đó, sử dụng bass 30 của TB Sound, hàng này hàng cao cấp các bác nhá, cao cấp nhập khẩu các bác nhá. Đó, nghe rất là sướng các bác ạ, rất là đầm, kể cả cái bác hát cũng như là nghe nhạc. Tôi nỡ em còn thương nên lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không rớt, buồn riêng ai trong vai, lời nào anh chuẩn trải, tình nào luôn thâm hoài. Tôi không giận em, nhưng trái mạnh tớ duyên, tầm tay nào tôi với, tình xa cách nhau.
Vâng, thưa toàn thể các bác, quá là tuyệt vời và các bác có thể nghe được cái tính mic cho lên rất là sáng và nhẹ các bác nhá. Đặc biệt với echo luyến láy rất là hay và quả sút đánh rất là uy lực các bác nhá. Với dòng sút cộng hưởng này thì đa hướng luôn các bác nhá. Đó, nhất là các bác nhà mà nhà hẹp tầm 15-20m² thì với dòng sút này các bác để ở góc nhà thì rất là tuyệt vời các bác nhá. Ok, các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với bên em qua số hotline 0977 434361. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm cũng như theo dõi rất là nhiều. Xin được hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.